Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự. Thánh lễ giỗ lần thứ 73 cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại thánh đường Saint Barbara, miền Nam California, và sau nghi thức dâng hương trước bàn thờ và tượng cha Trương Bửu Diệp, thánh lễ đã được bắt đầu với phần ngỏ lời chào mừng của linh mục Joseph Nguyễn Thái, và sau đó ngài đã giới thiệu các linh mục cùng đồng tế. Cảm ơn vị thiện trong cái lễ hôm nay, các sư, các thầy, các tu sĩ nam nữ, và đặc biệt chúng tôi xin được thân hành giới thiệu quý vị cha đồng tế trong cái lễ hôm nay. Thứ nhất là cha Giuse Nguyễn Đức Trọng ngày hôm nay, rồi cha Nguyễn Hồng Sáng cầm Si Tô, thì cha Mai Thạch Hoàng đến đây chúng ta cũng đã biết, và một cách rất là đặc biệt cha Jeremy ngày người Ấn Độ, ngày nói tiếng Việt rất là hay, mà ngày có tên tiếng Việt là Lê Thái Hoàng, và ngày đã ở khu vực biển Việt Nam 15 năm tại 11 năm tại Sài Gòn. Bây giờ ngài đang ngày cuộc từ sai ra vét, ngài là quản nhiệm Saint Gabriel Mission trên Los Angeles, và một cách rất là đặc biệt ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện, và đồng thời ngài cũng là vị giảng thuyết trong cái lễ hôm nay là linh mục Roland Jacobs, tên thứ tiếng của ngài là Dương Thị Nhân. Ngài là phó giáo ủy viên đến từ Roma, và ở đây chúng ta xin chào mừng tất cả. Sau hai bài đọc thánh thư là bài phúc âm theo thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con dù là kẻ xấu còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi cha các con đứng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu lẫn người. Kế đến là phần giảng thuyết của linh mục Oren Rack, Dương Hữu Nhân. Linh mục đã nói về đời sống của cha Trương Bửu Diệp luôn noi theo gương Chúa Giêsu là người mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đàn chiên. Và sau đó linh mục Dương Hữu Nhân đã nói về cái chết của cha Trương Bửu Diệp. Có lẽ anh chị em nghĩ rằng từ gương của thánh viên nói về đạo quên quý đồ, để đạo quên không thích hợp, nhưng xin để cho tôi giải thích về nó. Tôi đã phải đi tìm khắp nơi tài liệu về kẻ người thù và trái diện. Trên mạng Internet và ban tôn giáo thuộc về bộ nội vụ của chính phủ về nước về xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mấy đây tôi tìm ra một tài liệu để có nhắn đề và thánh câu về câu đài Ngọc Minh và Liêu truyền thống xưa và nay. Nhờ đó, tôi hiểu thêm về tình hình cụ thể ở miền xa đây, tỉnh Bạc Liêu, thời bấy giờ. Tài liệu nói về ông Cao Truyền Phát, người chỉ huy và chân minh đạo, kiêm đại diện của cách mạng. Chính ông ấy đã ra lệnh phải loại trừ cho diện vẫn còn tín đồ của nó. Bởi vì ông cho rằng là chuyên ngại chính để cản trở việc mình cướp quyền lực vùng ấy. Tôi xin trích từ tài liệu đó và yêu chính lực đặc quyền của chính phủ mình. Tháng 1 năm 1946, ông Cao Triều Phát quyết định lập căn cứ khánh chiến tại cấp dòng 4, nơi có hơn 4.000 chức sắc tín đồ sống xung quanh tòa thánh Ngọc Minh. Ông củng cố và xây dựng tòa thánh như một chi lý có sự ứng dụng rèn chế tạo binh khí, thao truyền luyện quân. Tháng 2, ông Cao Triều Phát quyết định bổ
Nguyễn Xuân Đạo đại diện Thánh Nhi Phan Trấn, vân vân. Tại hội nghị đến hàng ngày trước, tại hội nghị ông thuyết giảng về lòng yêu nước không thủ sẵn. Anh chị em nghe đó tin mừng do cái ngôn giáo ấy rõ ràng là không thủ, là ghét người, là cầm vũ khí và tập luyện về quân sự để giết người. Chỉ mới các 15 cây số tại người dân từ trại dân phố dọc theo đường kênh có một ngôi nhà vài mặt nhỏ bé kiên đường, từ đó không có vũ khí bằng sắt bằng gỗ. Như Thánh Phaolô biết, chúng ta hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy lấy sự công chính là vũ khí tấn công và tự vệ. Đây là lời của mình. Từ đó có trái tim nhân từ của bậc vị linh mục tốt lành, chỉ biết thờ phượng Thiên Chúa và nhân dân Chúa phục vụ cho người nghèo. Từ đó là người nghèo đông lắm, bởi vì có cơm đói. Linh mục ấy là chính là cha Francisco Xavier Chung biểu diễn rao giảng cho tín hữu của mình một tin mừng hoàn toàn khác. Anh em đang nghe luật cũ dạy rằng hãy thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù, còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ thù tại anh em. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ thù tại anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái và cha anh em đấng ngự trên trời. Sau bài giảng, thánh lễ đã được tiếp nối với các nghi thức phục vụ, và trước khi kết thúc thánh lễ, ông Ngoại trưởng Nguyễn Văn Liêm đã có đôi lời cảm ơn. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để tiến trình xin tuyên thánh cho Ngài sớm được hoàn thành. Xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria chi thánh, thánh cảm Chúa Xe cùng với sự quan ngại của cha Francisco Xavier Chung biểu diễn, ban ơn cầu ơn cho quý cha cùng toàn thể quý vị. Và sau đó tại văn phòng của Hội Yểm Trợ Án Thiên Thánh Cha Trương Biểu Diệp đã có buổi tiệc nhẹ nhân ngày giỗ. Tại nơi đây chúng tôi đã được anh Chín là một chứng nhân cho biết. Trước 2013 đó là tôi là cái người không có tin vô bất cứ đạo nào hết. Tôi rất là cứng đầu và tôi rất là ngang. Cái ơn cha Diệp là tôi thách thức cha Diệp, chứ không phải là tôi cầu xin ổng cái gì hết. Tôi thách thức ổng, nhưng mà không ngờ thách thức ổng, ổng lại về và về ngay nhà của tôi. Và về ngay cái nhà của tôi, mà mỗi lần buổi sáng đó khi tôi thách thức ổng á là tôi có một cây đờn tôi để nhà đó. Xin lỗi anh cho biết hiện giờ anh đang cư ngụ ở đâu? Dạ tôi ở Santa Ana ở California, cũng cách câu chuyện này nó xảy ra tại Santa Ana ngay trong cái nhà tôi và hiện ở bây giờ luôn. Và khi tôi kể câu chuyện này là ra với anh ruột của tôi, ngay cả người nhà của tôi, bản thân của tôi, nó nói trời ơi, chính tại sao đi nói như vậy, hồi đó giờ không có tin cái điều này, sao chính đây đi nói vậy, tính đó không tin. Tôi nói bởi vì đó là sự thật, ngay cả anh ruột gia đình tôi nói cũng chẳng tin tại cái lời thách thức của tôi. Nhưng mà sau này nhờ cái sự nhân từ của cha Diệp mà giờ tôi đã trở thành người Công giáo. Tôi cảm thấy tôi rất may mắn, tại vì ổng về nhà tôi chẳng những một lần mà tới trên 20 lần, mà nếu không muốn nói lố khoảng 30 lần mà về tôi với hai vợ chồng tôi với lại hai vợ chồng một lượt. Chứ nếu một mình tôi thì tôi sẽ không có nói tôi nghĩ tôi bị bệnh, biết không? Cái đờn để ngay cái đầu nằm của tôi, sau khi tôi thách thức ổng nhiều lần tôi xả cái dây ra hết rồi. Nhưng mà vừa tôi vừa nói những cái lời mà thách thức sốc ổng đó,
là không có một cái cọng, cái dây đờn tôi xả dây hết, mà tôi nhét cái giấy mà nặng, dắt giấy nhiều trong đây nè, cách tôi chưa được 1 mét là ông đờn tôi muốn điếc cái lỗ tai tôi luôn vậy nè. Cho nên từ đó sao tôi có niềm tin, tôi sợ ông, tôi quỳ lại rung đầu tóc giống như nó bung lên hết vậy nè, tôi rất là sợ. Nhưng mà sau này mình nghĩ mình rất thương ông, tại ông là đấng thánh, ông không có giống như để cho mình bị sa ngã nữa, cho nên tôi gặp ông rất rất nhiều lần. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị thánh lễ dỗ cha Francisco Xavier Chúa Mười Diệp lần thứ 73 tại thánh đường San Barbara, thành phố Santa Ana, miền Nam California. Mọi chi tiết về cha Chúa Mười Diệp, quý vị có thể liên lạc tại số 13962 Seaboard Circle, thành phố Garango, hay liên lạc điện thoại số 714-852-3891, 714-852-3891.